Chào mọi người, mình giới thiệu với các bạn ba mẫu chất liệu găng tay của shop mình nha. Thì mẫu đầu tiên trên tay mình đây là Bethan Leather, giả da bóng nha. Thì chất liệu này mình đánh giá là co giãn tốt, đây là ưu điểm ha. Và thêm một ưu điểm nữa là giá thành rẻ. Nhược điểm thì các bạn sẽ thấy là nó không có độ bóng nhiều. Chất liệu thứ hai, đây là nhựa PVC có pha latex. Ưu điểm của loại này các bạn thấy sẽ là bóng sẵn, bình thường là rất là bóng và không có cần phải dầu bôi gì cả. Nhược điểm á, là các bạn thấy là chất liệu nó sẽ co giãn thấp hơn, nên là các bạn cần phải chọn cái size phù hợp và khi mang thì nó hơi khó một xíu nha. Nhưng mà mang vào thì các bạn sẽ thấy nó rất bóng và đẹp. Còn đây là chất liệu cuối cùng, cao su latex ạ. Thì chất liệu này mình đánh giá là ví dụ như là các bạn không có sử dụng dầu thì các bạn thấy nó giống như một cái găng tay rửa chén thông thường. Nhưng mà khi mà các bạn mang vào rồi thì các bạn sẽ thấy là nó có cái cảm giác bó sát, cảm giác rất là nhiều bạn thích. Nhược điểm của loại này thì giá thành rất là cao. Hiện tại thì shop mình chưa về cái mẫu này nha. Thì hy vọng các bạn sẽ chọn được cái mẫu găng tay phù hợp với mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.